Nhiều người bảo nấu gạo lứt vừa mệt vừa khó ăn. Mình có một số bí quyết có thể cải thiện nè. Đây là gạo mình đã vo rửa sạch, thêm nước sôi, mặt nước trên mặt gạo một lóng tay nha. Trộn đều và cho vào microwave 23 phút. Sau 3 phút lấy ra và trộn sơ. Hâm tiếp 3 phút tiếp theo. Đến lần thứ 3 các bạn xem, gạo đã hút gần hết nước. Giờ cho vào nồi cơm điện, thêm nước sôi. Lần này nước chỉ trên nửa lóng thôi nha. Thêm chút mỡ luyện nè, nửa muỗng canh hạt nêm, phần trắng của hành lá, bắp hạt, nấm đông cô. Trộn lên cái, thêm cả phần thịt đùi gà hôm trước mần trứng hấp đã chừa. Giờ là việc của bác nồi cơm điện. Đúng 25 phút, mọi thứ đều đã xong. Thêm hành lá, trộn lên nữa là cho ra dĩa được rồi. Cơm siêu tơi luôn. Hạt gạo láng bóng là công lao của mỡ luyện á. Trình bày đẹp rất quan trọng. Cả phòng thơm phức mùi thịt gà và nấm đông cô. Xử bé gà trước. Ui, có thể cảm nhận được thịt gà toạt nước trong miệng. Cơm gạo lứt dẻo mềm, hấp thụ hết tất cả tinh túy của gà, nấm và cá bắp nữa. Bạn nấm cho khẩu cảm hơi dai dai và cũng rất mọng nước nữa. Thêm tí đồ chua chua cay cay mâm kèm là quá đỉnh. Chúc các bạn thành công. Bye bye nha.